xin cho tôi ít phút tâm tình với tân cử nhân, tân kỹ sư của chúng ta hôm nay. Tốt nghiệp không chỉ là một buổi lễ trao bằng, mà đó là sự công nhận về sự nỗ lực, kiên trì và sự phát triển của mỗi sinh viên trong những năm qua, cũng là để chuẩn bị cho sự tiếp nối trên chặng đường mới. Sau hôm nay, các em sẽ bước vào giai đoạn thử thách thứ nhất. Các em có thể trở thành một nhân viên, một kỹ sư, một nhà quản lý, một doanh nhân, hay trở thành một người chồng, người vợ, người bố, người mẹ. Những trải nghiệm không như ý luôn là phần tự nhiên của cuộc sống. Thế giới ngoài kia muôn màu, vạn khó ngàn cám dỗ. Mỗi lúc chơi vơi hãy nghĩ về đôi mắt của cha, nỗi lòng của mẹ, niềm tin yêu của thầy, và các em sẽ thấy mình là ai nằm ngay ở ý chí và nghị lực của chính các em thôi. Thầy, cô tin tưởng các em sẽ luôn bình tĩnh sáng suốt trên con đường mình đã chọn. Dù đại lộ hay lối nhỏ, mạo hiểm hay ổn định, hãy bản lĩnh để kháng cự lại sự thỏa mãn nhất thời và lóng lánh bề ngoài của vật chất, của lòng tự mãn. Nhiều lần lùi lại để đọc hết cuốn sách chuyên môn mình yêu thích và luôn làm mọi việc chăm chỉ. Tạm biệt các em, những sinh viên ưu tú của gia đình Đại học Đông Á chúng ta.